Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Ngũ Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện clip gọi là thi ăn bằng nhiều dụng cụ khác nhau. Bình thường người ta ăn người ta sẽ dùng đũa này, dùng dĩa này. Thì hôm nay chúng tôi sẽ ăn nhiều đồ ăn bằng nhiều loại dụng cụ khác nhau. Đó, thi ăn cho bạn ăn nhanh hơn. Thường thường giới thiệu trò chơi thì các bạn rất là khó hiểu, nhưng mà để chúng tôi chơi thì các bạn sẽ hiểu. Ok, bây giờ anh em mình ba anh em sẽ chơi luôn nhá. Mỗi lần thua thì sẽ bị chịu phạt nhá. Bây giờ chúng tôi sẽ phải bốc thăm cái dụng cụ để chúng tôi sẽ phải ăn cái món đầu tiên. Rồi, thì mình bốc trước đi, chốc lại vào các anh trên gian. Một cái là Vinh đấy, hai cái rồi. Của tôi sẽ phải dùng nhíp để ăn. Tôi là thìa bé kìm. Của Vinh là kìm. Vinh thì sẽ phải dùng kìm để ăn. Anh cô sẽ phải dùng thìa để ăn. Và tôi sẽ phải dùng cái nhíp để ăn. Đấy, mọi người hiểu cách chơi chưa? Và đây sẽ là món ăn chúng tôi sẽ phải ăn, bỏ những đồ ấy ra. Bim bim. Bim bim. Cái này khó, cái dùng nhíp để ăn bim bim kiểu gì ta? Em dùng cái này. Thế cái này tôi... Cái con kia nợ nhất chờ. Quy này. Nói anh con kia nợ nhờ. Anh con đồng thìa giúp cái khéo quả nhanh hơn đấy. Quy nhìn này dùng bim gấp kiểu gì ta? Ui dồi ui ui. Mạnh là nó bẻ đấy. Ui, ui, không có gấp được luôn nè. Gấp mạnh nào, cứ gấp mạnh cho anh. Bực. Đấy, anh đã bảo rồi. Của tôi còn dùng nhíp này. Nhíp này gấp mấy quái oăm nè. Bây giờ nhíp người ta chỉ nhổ dâu thôi mà. Bây giờ mình chơi ăn luôn. Đâu, nhíp của anh là sướng hơn của em nhiều. Ừ, nhưng mà dễ sử dụng hơn, cái kìm khó. Mà khó à. Anh cô nữa nhất, anh cô chỉ nắng hơn thôi à. Anh cô đồng chìa ăn thì dễ quá à. Dễ quá. Đây mới món đầu tiên. Chúng tôi sẽ chơi nhiều món khác nhau và nhiều dụng cụ khác nhau chứ không phải một món này nhá. Các bạn cùng theo dõi nha, video này cũng rất là thú vị đấy. Cố lên. Tôi sẽ ăn người chiến thắng. Trời, Vinh thua rồi, chắc rồi, dùng kìm ăn kiểu gì à. Không biết bao giờ. Của tôi lại vụn nữa kìa. Của Vinh đầy vụn đấy. Nó con hết rồi kìa. Ui, con đang giống ít rồi. Giống zip mà nó nhanh à. Em gấp khó lắm. Ui. Chắc chiến thắng rồi. Ui, này con đã xong rồi. Thôi rồi, nhanh nhá. Em còn kìa nó nợi thế mà. Ăn hết cả vụn đây nào. Ăn đi, Vinh ăn đi. Nó ăn hết cái bụng không cần nào. Rồi. Cái bụng bé không cần. Ê, xong rồi á? Rồi. Anh kìa lại thế mà. Ê, anh. Quá ăn thật. Bốc phải cái nhíp mà ăn khó rồi. Tôi còn cái kìm mà. Gọi anh trước cũng sướng ăn. Miếng cuối cùng. Chết tôi rồi. Anh ta. Rồi, Vinh này thua rồi. Ăn đi, ăn nó đi. Thua tại vì ăn. Mình cái kìm nó rất khó luôn nè. Vinh này, Vinh này thua rồi nhưng vẫn ăn nó đi. Cái kìm này nó khó. Gấp nó khó này. Đấy rồi. Hình phạt cũng sẽ phải bốc, sẽ có 3 hình phạt khác nhau. Và Vinh sẽ gọi bốc. Bốc vào hình phạt nào thì phải xử, phải chịu hình phạt đấy. Gì? Gì đây? Đi trên Lego. À. Ui. À. Cô. Ô. Ui. Vậy là đã xong một món ăn thì bây giờ sẽ đổi sang một món ăn khác nhá. Đây, món ăn này. Mắt vào nha, nó mắt bốc hả? Bây giờ sẽ bốc. Anh còn bốc chưa? Nó mắt vào, đảo đi. Anh còn nhìn thế kia nhìn. Lego. Vinh này dép đi. Của tôi ạ. Lắp chai. Ăn đến bao giờ ấy. Dép, anh thấy lấy dép xúc nhanh nhất đấy. Dép chỉ mấy mà mồm há to. Và đây là dép của Vinh nè. Ngồi xuống. Dép này ăn nè. Ừ, xúc đấy ăn là nhanh. Lego của anh Côn. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bỏ đồ ăn ra xem là nó là cái gì. Cháo à? Cháo. Ôi, cháo. Tôi để luôn thế này. Ok, anh Côn là cái Lego đấy, anh Côn phải ghép thành một cái vật gì đó xong mà ăn nhá. Điên thế này con lên thế nào đâu. Dùng Lego xúc cái lùa. Em có dép này. Tập trung vào Vinh dùng dép này đẳng cấp đấy. Cháo không nhận ngon. Ui. Cái dép này nó cứ nhanh nhất trong mồm ấy. Nó bị ăn rồi. Dép nó có bị cái thìa đâu. Mọi người gọi người đấy đẳng cấp không?
Cứ nhưng mà nó nhanh của anh em mình khả năng lâu hơn nó. Quá gặm dép mà đây kiểu như ăn dép. Anh nắp chai ăn này còn không có thuốc đổ đấy nè. Anh nhìn Vinh anh tí giặc. Ok các bạn, tôi sáng ngay được rồi. Vinh đổi không? Không. Đổi được, tao đổi mà. Không. Vinh chưa đổi không? Đổi anh thắng chắc. Vì dép ăn nhanh. Ăn bằng lắp chai múc liên tục mỏi tay quá. Thôi như cô nhé. Lego mới rút được có tí. Lần đầu tiên trong đời em thấy có người dùng Lego để xúc xay cái thìa. Em mà dép mà. À lần đầu tiên anh thấy. Anh vẫn thấy bình thường, có Vinh là ấy nhất kìa. À, Vinh anh cứ nhìn thấy Vinh là anh buồn cười. Anh này mới đẳng cấp các bạn ạ. Cục. Mấy cái hạng đâu? Mấy rồi. Trời em hết từ lâu rồi. Hai con kìa. Anh đấy không? Trời ơi, trời ơi. Em đây. Chưa hết mà. Hai con tuột cả Lego ra rồi. Thôi, anh thua rồi. Thua rồi. Em vẫn còn đầy. Anh cố gắng hết sức cho anh. Bây giờ. Đấu. Trơn gian. Trơn gian. Thắng rồi, anh con thua rồi. Rồi, con thua rồi. Em trơn gian. Anh con sao thắng lại em. Vẫn là đi trên Lego. Đi đi anh. Cứ bình thường. Vẫn thế à? Bình thường. À, mà anh con xuống đấy. Của tôi là ăn bằng ống hút. Trời ơi, ống hút ăn kiểu gì ta? To quá rồi giờ. Của Vinh là tiền để là đũa. Cái gì đây? Không biết anh cái gì đây? Ô thạch à? Thạch. Ô thạch thì ngon. Ô thạch người ngon. Vinh thì là cầm đũa để ăn thạch kiểu gì? Gấp à? Đơn giản. Không, không, cái này em cắm một cái xuống là cũng cho lên một. Nào, bắt đầu chưa? Ok, ba anh em mình thi đấu nhá. Rồi, 1, 2, 3. Hút được, hút được. Úi. Anh em ăn trên vả, anh con cứ thế này vả. Thì đấy, anh con trời giàn lắm. Anh còn anh không phải và thì anh xúc cái là anh cũng hết. Em còn này góc này. Vinh nhỏ nó nhân nó đi. Nó tí thì đi. Vinh làng nhàng á, thua giờ anh dưỡng đầu hút kéo nhanh đấy. Đùa anh con cái thạch gì mà ăn chưa đầy một giây đã vào mất hết luôn. Thì này xúc vừa vào cái thì hết. Trời, cái thạch nó có con em mét rồi. Đây, con miếng này ăn đi. Trời, cái thạch nó có nha đam, mình không ăn được. Không đó ăn rồi. Trời, ăn nó hút thì chắc là khó cực luôn. Anh con đúng không? Chưa đến 2 giây à? Anh thì anh xúc gì là thế. Chưa đến 2 giây anh con đừng cười rồi. Ok, vậy là tôi thua rồi. Hên xui. Hình phạt là gì đây? Búng tay. Búng tay. Cho mỗi người nhẹ nhẹ 3 cái nhá, mỗi người 3 cái. Ok, nhẹ nhẹ thôi. Ai ai ai. Nhẹ. Ôi trượt trượt. Có 2 quả, quả thứ 3 trượt. Ôi cơ. Anh con tiếp, anh con muốn cơ, em búng nhẹ mà. Mày còn nhẹ mày búng anh hết cơ thì đâu. Con như kìa. Đó bưng luôn này. Anh con nhẹ em thấy nhẹ bố cái người sợ thật. Thời tiết miền Bắc bây giờ lại nóng rồi các bạn ạ. Bây giờ 5 giờ vẫn lắng vỡ đầu luôn. Chảy hết mồ hôi nha, nói chung là 5 giờ vẫn nắng các bạn ạ. Làm clip này cũng vất vả thật. À đấy, mọi người bấm like đăng ký kênh nhá. Ok, chơi tiếp nhá, đồ vật tiếp theo nhá. À, cái gì đây? Kim. Ui ơi. Tay. Anh con dùng tay. Ta bàn chảy đánh răng. Bàn chảy đánh răng này thì ăn kiểu gì? Ăn thế nào? Mà không biết món gì cơ. Bỏ ra. Salad. Mừng có một gương không? Ngon đấy. Ngon thật. Vinh hả, dùng bàn chảy răng ăn kiểu gì? Ăn thế nào được? Giống gấp đồ luôn này. Ôi nhìn này, dừng cái xoa đất trong cặp xuyên qua rồi.
Dừng bàn chảy ánh sáng thế thôi. Ok thôi mình ăn đi, không đồng Vinh nó thắng hay chết. Dùng kìm tuy kìm nhìn nó hơi thô nhưng mà gắp thì rất hiệu quả, gắp dính chặt luôn, không bao giờ rơi được. Vì nó như đũa rồi mà. Không, nhưng mà chắc hơn đũa gấp nghìn lần luôn. Đã gắp vào rồi không bao giờ rơi luôn. Thế này em gắp rau mới khó này. Rau được. Rau em gắp nào được? Đây thế này, chưa đều giống anh dùng tay đi. Dễ bị phạt. Ơ! Sáng không bắt được khoảnh khắc Vinh Tình nhảy trên gian rồi. Ơ! Sao Vinh Tình gấp được vậy? Gấp đơn giản như cái gì rồi. Nước mạnh đây à? Không màu mà, không màu màu luôn quá. Ôi chết rồi, cái này mình thua Vinh Tình nhảy rồi. Cái này gấp quá nè. Cái kìm này tuy nó gắp nó dính chặt nhưng mà nằng nhằng mà gắp phải răng này là hơi răng. Ôi đã bốc rồi, đã bốc rồi. Nguyên nhẹ nhé, chân tan nhá. Thôi em chua rồi, nhà em chua. Anh coi hết rồi. Hết nhìn gì. Ôi, em hết rồi, đấy Vinh nhà chua rồi. Còn đảm bảo đấy là nói em mà thua thì á. Nguyên nhẹ đen bốc bốc phải cái bàn chảy răng thì ăn kiểu bàn gì. Bàn chảy này ăn nào được. Búng tay. Ui ôi. Búng tay. À mày vừa búng anh ra, anh búng lại như thế. Không có búng nhẹ, anh con búng nó luôn à. Mỗi anh nhẹ lắm. Một, ui, con búng vào giọt búng đây đau lắm. Ờ, đến anh. Một, hai, ba, ui. Vừa búng anh nào? Cái búng nhẹ mà. Vừa mẹ hết con này này. Vừa anh bật tà đu. Tuấn tuộn rồi. Chờ tiếp không, chờ tiếp không? Chờ tiếp. Bàn chải đánh răng, chết rồi. Bàn chải đánh răng thì ăn kiểu gì ra? Lego. Lego, ôi dồi ôi. Anh ống hút. Bánh à? Bánh à? Chocobai. Bánh chocobai à? Này ăn thế nào? Này ăn kiểu gì ta? Bà chảy răng thì ăn bánh kiểu gì? Ăn côn anh nghĩ thế à? Em quyết quyết đấy đấy thế đúng rồi, quyết quyết thế 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 thế. Đấy cứ quyết quyết thế nhanh đó, đẳng cấp á. Ui ai nó dính vào đĩa quá muốn chọc thủng mà nó không lên này. Thế không? Em thế này. Ai nó chọc thủng mà nó không lên này. Trời của em mới lắp bét rồi này. Ai cũng thế. Trời. À lên rồi. Lên rồi, lên rồi. Em hết rồi. Ô mày ăn gì chết chết nào hả? Mày ăn chắc rồi đi. Ăn gì? Anh nhờ là nó nhờ. Hết rồi. Tao chết rồi. Đây 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 này. Anh con nhờ nó làm đủ mọi cách. Trời ơi. Anh dưỡng này. Phải sáng tạo chứ. Anh dưỡng này. Trời cái bàn chảy nó không ăn được. Rồi nhá, anh này hết nhá. Sao? Anh này đút được mồm luôn đến nhanh không? Đấy. Tua rồi thì ăn hết rồi. Tua đâu rồi. Hết rồi. Bóng chuyền. Bóng chuyền. Đập bóng vào người. Đập vào bóng vào người. Ui. Ui ơi. Đây. Đi đó. Đấy. Nhíp. Mình lại thìa to à? Em ống hút. Mì. Mì. Cái này hút thế nào? À hút thì hút được. Hút được. Mì này, mì mình nhung nhíp kiểu gì? Gắp. Gắp. Nhưng mà sợ nó bể đấy. Trời ơi, phát này tôi thua chắc rồi, dùng zip là thua chắc rồi. Bài nào gì? Dùng zip nó dài à, mà. Anh còn thìa mà xúc được cửa. Thìa là xúc được mà. Ống hút nhanh kìa, ống hút của Vinh kìa nhá. Mỗi lần gắp được một sợi đây, auto thua thì nó. Ô Vinh nhìn thấy ăn kiểu gì á? Đấy. Ui dồi. Mày nhanh thế. Ây, xúc miếng to nè. Mình nhanh lắm. Thìa tôi đúng không chôn? Không xúc được, thìa không mà xúc được. Vinh nhỉ là khả năng nhanh. Ui Vinh nhỉ hết rồi này. Và được mấy và hết rồi gì? Vinh chưa không ăn cơm giờ mì ngon. Đói. Dướng đếm sợi à? Không phải đếm sợi đâu. Cái này nó béo quá, chỉ gắp được một sợi thôi. Tôi chắc chắn thua rồi, tôi bây giờ tôi cứ thanh thản từ từ. Em hết rồi. Hết rồi đây. Hết rồi.
Hết rồi. Chưa. Thế này là hết rồi, còn xíu này. Xíu này ăn gì nữa? Biết. Ăn sạch nhất có thể. Ăn sạch nào được hết. Em thế này hết rồi, thắng rồi. Ê, mình chắc thắng rồi. Em điên là anh cần một ấy, đây anh xúc lốt nè. Đây anh có chơi đảo ra nhanh thế nhỉ? Bảo em hết tồn gì thế này, hết ớn thế nào được nữa. Ôi nhào. Tao hút đó mà cắm vào hút nó cứ nói nhiều, tập trung đi không tua đấy. Anh còn hai cái ở dưới đó. Không còn tí gì luôn. Trời. Đây đây đây. Đây. Kìa kìa kìa. Kìa tôi còn hai cái rồi ăn đâu. Ai ơi. Đùa như bắt nhặt trên đất ăn nên ăn cũng kinh quá rồi. Ôi nhào. Con này. Con này. Ôi nhào. Bình thường như này là thắng rồi. Thắng đầu tiên rồi. Anh chơi đảo chơi chơi mà có bắt nào rồi. Mì cho ăn sạch. Mì nó dễ quá. Sao anh không bảo luôn thì đầu đi thôi. Thôi cái này nhá, nếu mà anh ăn hộ em nhỉ. Đâu lên đâu đấy chưa? Em hút từ sang lâu cứ mãi ấy thế. Lộc tí là hết. Nhà kéo chui trong đây là, con còn trong đây là. Còn không? Không còn tí gì luôn. Biết nhận thẻ anh bảo hút rồi, anh bảo hút rồi em không chịu hút được gì kêu gì. Đâu. Ok, bây giờ Vinh Nhật sẽ chịu phạt. Vinh Nhật thua 3 lần rồi. Mình là người chiến, ta kể người chiến thắng rồi thành được thua. Chết Vinh ơi. Cho Vinh chọn, cho Vinh chọn nha. Gì đây? Đi trên đây thôi. Ê, nào, ôi, em cong ăn luôn rồi. À, ôi. Trúng chân chưa rồi? Dĩ á, trời ơi. À, dĩ ăn dễ nhỉ, dĩ ăn dễ. Tay. À, tay. Kim. Ở đây có thứ nào đâu. À đúng rồi, anh bẻ từng miếng ra này. Đó, ok. Vinh nhảy dùng tay nhanh nhất. Ui, đây. Dạ, khó quá, khó quá. À. Chết rồi, tôi phát này xui rồi. Bây giờ trong tay giờ bóp lại, ui ôi em. Bóp lại. Bóp là bóp, trong tay là được bóp. Hai Vinh nhảy thắng rồi. Vinh nhảy như giỏ thái ma vần ấy. Ui bóp kìa trong kìa. Anh coi thấy dầm rồi. Điên thế này mới gấp được chứ. Dầm ra mới gấp được chứ. Ui giời. Em phải thua anh đấy, dướn mặt. Chứ mà dùng dĩa lại khó. Ăn hết rồi nhá. Ăn hết rồi anh chưa? Hết rồi. Ăn hết rồi nhá anh à. Thế nào? Thấy quá. Chắc là được nữa. Hết rồi. Hết rồi này gì nữa. Gặp nào nó hết cả cúi. Anh còn gì đĩa nhấm nhá. Anh sạch nhất nè. Em cũng hơi sạch này. Vậy là anh thua. Vòng đi này không ai thua cả đi. Tối nay anh thua được, anh thua rồi. Anh dẫn thua rồi. Anh thua rồi à? Anh thua rồi, anh dẫn cái gì. Thôi thua rồi, đợi tuyết này. Đi trên Lego. Đơn giản quá. Lần đầu tiên mình được đi trên Lego. À, ủa đâu phết đất, ủa đâu phết đất. Không phải mình nhảy đấy. Ủa. Ủa. Đi nào. Ủa. Thủng chân chưa. Ồ. Thủng chân. Đau lắm. Mình cứ nghĩ là đi trên Lego nó bình thường. Đấy, đây là có đau này. Đau đá mát luôn. Ủa không ngờ là đi trên Lego nó đau thế. Với nhà cái gì? Lắp chai. Ố, mình lại lắp chai, hai lần lắp chai đi. Tôi là đúa. Vinh là nhíp. Nhíp. Kem. Kem. Có kem. Kem mình nhanh quá. Ủa nặng á. Tôi ăn được kem. Trời ơi, cái lắp chai này lại ăn được kem kiểu gì ở đây? Đâu một miếng rồi. Đâu một miếng rồi. Hạt quá. Không để thua nữa, nếu mà thua nữa là chết đấy Vinh ạ. Vinh dạ, Vinh ạ. Ôi, Vinh dùng nhíp ăn dễ thế nhỉ. Ừ. Anh cô đã sắp xong đơn làm gì. Nhưng mà thời tiết đang nóng này ăn kem sướng thật, thích thật. Tôi không khó nhưng mà lạnh quá. Ăn miếng to là lạnh. Không dám nuốt luôn.
cho tan từ từ, khéo nhốt luôn thì nó đỡ lạnh. Vừa ăn phải vừa để ý hay là sợ chân gian mới được. Úp ra. Úp được. Tập trung. Chết. Thôi sao? Hết rồi nhá, anh côn hết đau nhá. Rồi, thắng rồi. Trước cũng đầy lớp chai này. Lớp chai nó không ra được. Anh Dương thua rồi nhá. Lại thua. Hôm nay mình thua nhiều đấy nhỉ. Búng tai tiếp. Ai búng tai đau lắm nhá. Thôi, đau mà chịu rồi. Búng nhẹ thôi, em búng nhẹ mà. Ai búng trước? Anh nhẹ nhàng tình cảm thôi. Búng bên này á? Ừ. Nhẹ nhàng tình cảm. Anh búng nhẹ mà, anh đâu búng hết cớ đâu. Thì clip này tôi là người bị phạt nhiều nhất, vì vậy tôi sẽ bị thêm một hình phạt tổng nữa, đó là hình phạt nặng nhất. Ôi, không nặng được đâu lắm. Dính hết vào người. Nếu các bạn thấy clip hay cho chúng tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn khác cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi, hẹn gặp các bạn ở các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.